Theo thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, từ mùng 1 tháng 8 tới, nước này sẽ tăng thuế xuất nhập khẩu mạnh tay đối với một loạt hàng nhập khẩu của Trung Quốc, trong đó có pin xe điện, chip máy tính và các sản phẩm y tế. Việc tăng thuế mới sẽ tác động đến lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá tới 18 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc. Cụ thể, Mỹ tăng thuế từ 25 lên 100% đối với xe điện, 7,5% lên 25% với pin lithium cho xe điện, từ 25% lên 50% với thành phần quang điện dùng để chế tạo các tấm pin mặt trời, từ 0% lên 25% với một số khoáng sản quan trọng. Mức thuế xuất nhập khẩu đối với một số sản phẩm thép, nhôm sẽ là 25%. Mỹ cũng giữ nguyên các mức thuế đánh vào 300 tỷ đô la Mỹ sản phẩm Trung Quốc được đưa ra năm 2018 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Trong nhiều năm, Trung Quốc đã đổ tiền vào các công ty trong các ngành như bán dẫn, xe điện hay pin mặt trời. Trung Quốc đã trợ cấp rất nhiều cho các sản phẩm này, dẫn tới việc sản xuất nhiều hơn khả năng hấp thụ, tạo ra lượng sản phẩm dư thừa với giá thành thấp. Tuy nhiên, tôi muốn cạnh tranh công bằng với Trung Quốc, chứ không phải là xung đột. Phản ứng lại quyết định trên, Trung Quốc cảnh báo nước này sẽ có các biện pháp đáp trả. Mới nhất, Trung Quốc cho biết có thể xem xét tăng thuế xuất nhập khẩu tạm thời đối với ô tô nhập khẩu trang bị động cơ phân khối lớn từ Mỹ, Liên minh châu Âu. Mỹ tiếp tục chính trị hóa các vấn đề kinh tế và thương mại, tăng thêm thuế quan đối với Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi Mỹ nghiêm túc tuân thủ các quy định của WTO và hủy bỏ ngay việc tăng thuế đối với Trung Quốc. Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Trong một diễn biến khác, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết sẽ cấm một số công ty Mỹ thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu liên quan đến Trung Quốc, bao gồm cả việc bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc và cấm đầu tư mới vào Trung Quốc. Để tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này, chúng tôi đã kết nối với phóng viên Duy Trọng, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc và phóng viên Công Tùng, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Trước hết là câu hỏi dành cho anh Duy Trọng. Thưa anh Duy Trọng, thì giới phân tích tại địa bàn có nhận định ra sao về tình hình căng thẳng thương mại hiện nay của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới ạ? Vâng, dù phản đối khá gay gắt qua kênh ngoại giao, song đến nay thì những phản ứng của Trung Quốc trước quyết định áp thuế bổ sung của Mỹ là tương đối kiềm chế. Trong đó thì đáng kể nhất là việc Trung Quốc xem xét tăng thuế đối với ô tô nhập khẩu có dung tích xi lanh lớn, dự kiến sẽ tác động đến các nhà sản xuất ô tô của Mỹ và EU. Tuy nhiên, thuế suất tạm thời nếu được đưa ra, dự kiến cũng sẽ không vượt quá mức quy định 25% của WTO. Giới quan sát Trung Quốc đánh giá, động thái tăng thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc chủ yếu nhằm mục đích đối nội và chỉ có tác động hạn chế đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Bởi ngoài pin lithium, thì Mỹ hiện không phải là thị trường xuất khẩu chính của các mặt hàng năng lượng mới Trung Quốc. Đơn cử như xe điện, năm 2023 Trung Quốc chỉ xuất khẩu sang Mỹ hơn 10.000 chiếc, còn quý 1 năm nay là chưa đến 2.000 chiếc. Trang mạng Người Quan sát trích dẫn ý kiến của nhiều chuyên gia Trung Quốc cho rằng Trung Quốc cần chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các bước đi tiếp theo của Mỹ. Hay nói như lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Tuy nhiên, các ý kiến đều nhận định Trung Quốc sẽ phản ứng kiềm chế và tránh chủ động leo thang căng thẳng để hạn chế tác động tiêu cực đối với quá trình phục hồi kinh tế của nước này trong thời gian tới. Xin trở lại trường quay. Vậy thì từ phía chính phủ Mỹ thì có nhận định ra sao về vấn đề này thưa anh Công Tùng? À vâng, Nhà Trắng cho biết việc đánh thuế vào hàng nhập khẩu Trung Quốc là để ngăn chặn hàng hóa giá rẻ tràn ngập vào thị trường Mỹ. Thậm chí còn kêu gọi nhóm các nước G7 cùng Mỹ thống nhất chiến lược để đối phó với tình trạng dư thừa năng lực sản xuất của Trung Quốc. Giới phân tích đánh giá, đợt leo thang thuế quan mới nhất có nguy cơ làm cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nóng trở lại. Việc áp thuế này cũng ảnh hưởng tới các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ, khi họ sẽ phải trả các mức chi phí cao hơn do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gây ra. Nhìn lại trước đây, các biện pháp thuế quan của Mỹ với Trung Quốc từ năm 2018 ước tính gây thiệt hại cho các hộ gia đình Mỹ 419 tỷ đô la mỗi năm. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung được giới chuyên gia dự báo sẽ khó hạ nhiệt khi mà cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn quan trọng. Xin trở lại trường quay. Vâng, xin cảm ơn các chia sẻ của phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ và Trung Quốc.
Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bình luận chính của chương trình ngày hôm nay. Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Phạm Sĩ Thành đã tham gia bình luận cùng Toàn cảnh thế giới. Vâng, thưa tiến sĩ, ông có nhận định ra sao về căng thẳng thương mại đang leo thang hiện nay giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới Mỹ và Trung Quốc? Chúng ta nhận thấy rằng là trước hết cái căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chúng ta cần nhìn là trong một cái bối cảnh nó đã được duy trì nhất quán và liên tục từ năm 2017 đến nay. Điều này lý giải vì sao chính quyền mới của Mỹ họ đã không thay đổi các cái áp thuế đối với cả 300 tỷ đô la hàng hóa cũ mà còn áp đặt thêm các cái sắc thuế mới cũng như là các biện pháp hạn chế bổ sung về thương mại rất là ngặt nghèo đối với cả các cái ngành liên quan đến công nghệ cao. Thứ hai là chúng ta nhận thấy rằng là mặc dù vậy thì cũng có một cái thay đổi về mục tiêu thương mại rất là rõ ràng của Mỹ với Trung Quốc thông qua những chính sách thương mại mà cả hai chính quyền đã làm trong hai nhiệm kỳ vừa qua. Đó là Mỹ đã thay đổi từ cách tiếp cận là cố gắng thay đổi hành vi của Trung Quốc thông qua đàm phán sử dụng các cái biện pháp phòng vệ sang mục tiêu quan trọng hơn là giảm cái sự hội nhập song phương giữa hai nền kinh tế này với nhau. Và cái đặc điểm thứ ba có thể nhận thấy thông qua cái căng thẳng thương mại này là chính quyền mới của Mỹ, chính quyền của Tổng thống Biden đã lấp các khoảng trống về thuế mà chính phủ tiền nhiệm để lại. Đó là đánh thuế không chỉ vào những cái khu vực thâm dụng lao động hoặc là sử dụng nhiều các cái sản phẩm phụ trợ mà đánh thuế rất là mạnh vào các cái khu vực phân khúc hàng hóa có mức độ thâm dụng về công nghệ và sử dụng nhiều sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trí tuệ đến từ bên ngoài. Vâng, vậy thì tại sao căng thẳng lại leo thang trong cái bối cảnh hiện tại khi mà mới đây thì chính quyền Mỹ cũng có hai chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao và một Bộ trưởng Tài chính tới Trung Quốc? Cá nhân tôi cho rằng những căng thẳng thương mại xuất hiện vào thời điểm này trước hết là có thể liên quan mật thiết đến quá trình bầu cử sắp tới ở Mỹ. Chúng ta biết là năm này là năm rất là quan trọng đối với hai đảng. Và trong cái vận động tranh cử của mình thì chúng ta đều nhận thấy cả ứng cử viên của cả hai đảng đều coi Trung Quốc như là một cái yếu tố để có thể tranh thủ phiếu bầu từ các cử tri trong nước, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tạo việc làm mới cũng như là đưa cái hoạt động sản xuất quay trở lại trong nước. Tuy nhiên là chúng ta cũng có thể bắt nguồn từ một cái nguyên do khác nữa. Chúng tôi cho rằng đấy là ra những cái tín hiệu rất là mạnh mẽ và rõ ràng cho các đồng minh của Mỹ, chẳng như là Liên minh châu Âu hay là G7 trong việc làm cùng liên kết với Mỹ để thực hiện các cái chính sách hướng đến Trung Quốc. Khi mà chúng ta biết rằng là vào tháng 6 năm nay một cái hội nghị rất là quan trọng của G7 sẽ họp tại Italia. Và trong cái cuộc họp này thì có khả năng Mỹ cũng sẽ hối thúc các nước đồng minh công nhận và đưa ra các tiêu chí cho khái niệm gọi là đối tác tin cậy cho chuỗi cung ứng để có thể xây dựng một cái liên minh mới trong cái mặt trận thương mại và đầu tư toàn cầu. Dạ vâng. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là một trong các điểm nổi bật xuyên suốt mối quan hệ quan trọng bậc nhất thế giới trong 5-6 năm trở lại đây. Và thậm chí thì vào năm 2018, căng thẳng thương mại giữa hai nước đã được đẩy cao tới mức hình thành một cuộc chiến thương mại với nhiều biện pháp trả đũa lẫn nhau, vậy và gây ra tác động đối với kinh tế thế giới. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc nổ ra vào tháng 7 năm 2018 khi Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Donald Trump tuyên bố tăng các mức thuế xuất nhập khẩu đối với nhiều loại hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ, giá trị khoảng 50 tỷ đô la. Mỹ cáo buộc Trung Quốc có các hành vi thương mại không công bằng, tạo ra một sân chơi không bình đẳng thông qua trợ cấp nhà nước đối với các công ty Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh tin rằng Washington đang cố gắng kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc với tư cách là một cường quốc kinh tế. Tiếp đó là 18 tháng leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới với hàng loạt biện pháp ăn miếng trả miếng, là những quy định về thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng bởi cả Mỹ và Trung Quốc. Mỹ đã áp thuế nhập khẩu bao trùm gần như tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Căng thẳng thương mại đã vượt qua biên giới hai nước, tác động mạnh mẽ tới kinh tế toàn cầu. Bước ngoặt của cuộc xung đột kéo dài là việc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Washington và Bắc Kinh vào tháng 1 năm 2020. Theo thỏa thuận, Mỹ không áp thêm thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa có giá trị 160 tỷ đô la của Trung Quốc, còn Trung Quốc cam kết mua thêm hàng hóa của Mỹ với trị giá 200 tỷ đô la trong 2 năm sau đó. Tuy nhiên, những cam kết này đã không được thực hiện trọn vẹn do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự bùng phát của đại dịch COVID-19. Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp bước người tiềm nhận Donald Trump trong cách tiếp cận vấn đề cạnh tranh thương mại với Trung Quốc. Cạnh tranh về công nghệ là mũi nhọn được cả hai cường quốc nhắm đến nhằm giành lợi thế quyết định trong cuộc cạnh tranh chiến lược. Tổng thống Biden đưa ra những biện pháp kiểm soát xuất khẩu một số công nghệ chưa từng có nhằm hạn chế sự phát triển các công nghệ tiên tiến của Bắc Kinh. Điển hình là đạo luật chip và khoa học được ký ban hành tháng 8 năm 2022. Căng thẳng
thẳng về vấn đề này tiếp tục được đẩy lên cao vào năm 2023 khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp cấm một số khoản đầu tư nhất định của Mỹ vào lĩnh vực công nghệ cao ở Trung Quốc, trong đó có chất bán dẫn, vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử, một số hệ thống trí tuệ nhân tạo. Trung Quốc cho rằng các động thái của Mỹ có thể phản tác dụng, gây ra các hệ lụy tiêu cực cho quan hệ hai nước. Tháng 5 năm 2024, Tổng thống Joe Biden đã công bố đánh thuế nhập khẩu đối với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, làm dấy lên khả năng tái diễn xung đột thương mại với Bắc Kinh. Còn Trung Quốc ngay lập tức cũng cảnh báo sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia. Một số nhà kinh tế cho rằng, trong ngắn hạn, đợt tăng thuế nhập khẩu mới nhất của phía Mỹ có thể tác động hạn chế đối với tăng trưởng kinh tế, lạm phát và chính sách tiền tệ của Mỹ. Tuy nhiên, xét ở phương diện rộng có thể dẫn tới những hệ lụy phức tạp hơn. Đợt tăng thuế mới này có thể báo trước một mùa đông lạnh kéo dài về xung đột kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Dạ vâng, thưa tiến sĩ Phạm Sĩ Thành, như phóng sự vừa phản ánh thì xung đột kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc đã từng trở thành một cuộc chiến thương mại quy mô rộng vào năm 2018, gây ra những lo ngại cho cả thế giới. Vậy thì tiến sĩ có nhận định ra sao về cuộc xung đột hiện tại và liệu nó có xảy ra một cuộc chiến tương tự như năm 2018 hay không? Nếu mà so sánh cái chính sách thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc trong hai thời tổng thống vừa qua, chúng ta nhận thấy là nó có một số cái điểm khác biệt, chẳng hạn như là chính sách của tổng thống Joe Biden là các biện pháp thương mại khí hậu và nhắm đến các nhóm về năng lượng mới cũng như là các nhóm về sử dụng công nghệ cao, trong khi mục tiêu của chính quyền tổng thống trước là tập trung vào cái việc đưa việc làm quay trở lại nước Mỹ và tập trung vào các nhóm ngành thâm dụng lao động cũng như là sử dụng nhiều vốn. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta so sánh nhìn chung thì chúng tôi nhận thấy rằng chính sách của Tổng thống Joe Biden rõ ràng là đang có một cái mức căng thẳng tăng hơn nữa so với cả thời kỳ trước đây, thể hiện ít nhất ở 5 điểm. Đầu tiên là chúng ta nhận thấy rằng là các cái đòn bẩy chính sách mà chính quyền hiện nay sử dụng là nhiều hơn hồi trước. Thứ hai là chúng ta nhận thấy rằng là các cái hạn chế về thương mại cũng có một cái mức độ mở rộng và cái mức độ ngặt nghèo lớn hơn thời kỳ trước. Đặc biệt là những cái biện pháp về hạn chế hoặc là thậm chí là cấm bán công nghệ của Mỹ sang Trung Quốc. Thứ ba là chúng ta nhận thấy là mức độ áp thuế cũng rất là cao. Nếu mà trước đây mức thuế trung bình của toàn bộ cái giai đoạn thương chiến ở trước là đâu đấy khoảng 21%, thì chúng ta nhận thấy rằng là hiện nay đối với cả rất nhiều hàng hóa từ 0 đến 7% đang chịu thuế hiện nay thì có thể áp mức thuế 25%. Trong đấy một số mặt hàng như là bán dẫn hay là pin mặt trời thì có thể lên mức thuế 50%, và đặc biệt là chúng ta thấy là thuế xe điện thì đã lên tới 100%. Thứ tư, chúng ta nhận thấy rằng là các cái chính sách hỗ trợ cho các nhà sản xuất của Mỹ để cạnh tranh với Trung Quốc cũng được triển khai và rộng rãi hơn rất nhiều so với cả giai đoạn trước đây. Và đặc điểm cuối cùng là cái mức độ leo thang đấy là Mỹ cũng đã tập hợp đồng minh của mình nhiều hơn nữa trong cái việc có các chính sách đồng thuận đối với cả Trung Quốc. Là vâng, thưa tiến sĩ, thì có một điểm đáng chú ý là cái việc đánh thuế của Mỹ mới đây thì nó diễn ra trong bối cảnh chỉ khoảng gần 6 tháng nữa là tới bầu cử Tổng thống Mỹ. Vậy ông có đánh giá ra sao về những cái yếu tố chính trị cũng như là liên quan tới bầu cử Tổng thống Mỹ trước cái động thái mới của chính quyền Mỹ? Như chúng ta đã nhìn thấy là điều này thì có liên quan đến bầu cử, nhưng mà cá nhân tôi cho rằng là chúng ta cần đặt trong một cái khung khổ rộng hơn, đấy là cái cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở thành một cái xu thế. Và rõ ràng là có những cái nguồn gốc hoặc những cái lo ngại về kinh tế khác mà khiến cho các chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ tương đối nhất quán từ nay trở về sau. Khi mà họ nhìn ở Trung Quốc ở ba cái rủi ro về an ninh kinh tế đối với Mỹ, đầu tiên là họ nhận thấy rằng là cái việc Trung Quốc chiếm một cái vị trí rất là quan trọng trong sản xuất công nghiệp toàn cầu, khi mà chiếm tới 17% tổng xuất khẩu toàn cầu hiện nay, là một cái đe dọa, một cái rủi ro đối với an ninh kinh tế của Mỹ. Thứ hai là bản thân các chính khách của Mỹ họ cũng thường xuyên cho rằng là Trung Quốc đã sử dụng các quy tắc của thương mại toàn cầu, thương mại hệ thống thương mại quốc tế theo cách là làm chậm hoặc là cản trở sự phục hồi của các nền kinh tế đối tác. Và thứ ba là họ cũng cho rằng là Trung Quốc có thể là nguồn gốc của những cái sự bất ổn của chuỗi cung ứng toàn cầu khi mà hoạt động sản xuất hoặc là chuỗi cung ứng quá tập trung ở Trung Quốc, và bản thân là chính quyền Trung Quốc cũng sử dụng các cái chính sách thương mại như một cái công cụ quản lý kinh tế mới của mình. Thì những cái lo lắng như vậy thì nó cũng tạo ra những cái chúng tôi cho rằng là cái định hình cái chính sách thương mại và kinh tế dài hạn của Mỹ đối với Trung Quốc. Dạ vâng. Là cặp quan hệ chi phối các chuyển động toàn cầu, quan hệ Mỹ-Trung bất ổn thì chắc chắn sẽ gây ra những hệ lụy với cả thế giới. Chính vì vậy mà những căng thẳng đang gia tăng trong quan hệ thương mại Mỹ và Trung Quốc được giới chuyên gia nhận định có thể tạo ra những tác động nhiều mặt tới kinh tế hai nước, khu vực cũng như toàn cầu. Để mô tả về căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hiện tại, trang The Conversation cảnh báo một cuộc chiến thương mại toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc
có thể gây tổn hại cho người tiêu dùng Mỹ. Trung Quốc ngay lập tức phản đối việc tăng thuế và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa kiên quyết. Về quy mô toàn cầu, Viện Doanh nghiệp Mỹ nhận định, một cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung mới sẽ khiến tất cả mọi người phải trả giá. Bài báo cho rằng, căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là điều không tốt cho triển vọng kinh tế thế giới, và đặc biệt là tin xấu đối với các nền kinh tế phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Chi phí nhập khẩu cao hơn cũng có thể là một nhân tố làm tăng áp lực lạm phát đối với nhiều nước. The Access thì cho rằng mức thuế cao mà Mỹ áp với Trung Quốc đẩy hai nước vào thế chiến tranh kinh tế quy mô lớn với hậu quả địa chính trị nghiêm trọng. Bloomberg phân tích cách thức mà ba nền kinh tế hàng đầu thế giới, Mỹ, Trung Quốc và EU, đang đẩy mạnh chính sách bảo hộ thương mại dẫn đến sự tan rã của trật tự thương mại tự do toàn cầu trước đây. Cuộc chiến thương mại mới có thể làm sâu sắc thêm những rạn nứt trong hệ thống thương mại toàn cầu. Vâng, vậy thưa tiến sĩ Phạm Duy Thành, ông có đánh giá như thế nào về những cái tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hiện nay tới kinh tế thế giới, tới kinh tế khu vực Đông Nam Á, nhất là đối với những nước mà chịu nhiều tác động cũng như phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, trong đó có Việt Nam? Khi chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra thì giới quan sát và nghiên cứu có hai câu hỏi rất là quan trọng để đánh giá về tác động đối với cả thương mại và kinh tế toàn cầu. Đấy là câu hỏi thứ nhất là liệu những cái căng thẳng thương mại này nó có làm thay đổi cái dòng chảy thương mại toàn cầu hay không, và thứ hai là nó có tạo ra những cái thay đổi về dòng chảy của chuỗi cung ứng toàn cầu hay không. Thì ít nhất là đến thời điểm hiện nay thì chúng ta nhận thấy là có bằng chứng cho thấy là câu trả lời cho cả hai câu hỏi đấy đều là có, và nó sẽ tạo ra những cái tác động thuận lợi cũng như là các thách thức khác nhau lên từng khu vực. Ở khía cạnh thuận lợi, những cái cơ hội mà chúng ta có thể nhìn thấy đầu tiên đấy là những thay đổi về dòng chảy thương mại, nó sẽ tạo ra cơ hội cho một số nước khác. Khi mà cái hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ là giảm xuống do tác động của các cái lệnh thuế, chúng ta nhận thấy rằng là với cái mức thuế rất cao như hiện nay thì tổng nhập khẩu của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đã giảm từ khoảng gần 22% trước thương chiến xuống chỉ còn khoảng 14% như hiện nay. Và đương nhiên là để bù đắp cái mức chênh lệch sụt giảm khoảng 8% đấy thì Mỹ sẽ phải nhập khẩu từ các nơi khác. Và có rất nhiều bằng chứng cho thấy là Mỹ đã từng nhập khẩu từ rất nhiều các cái nước mà có chi phí lao động thấp như là Việt Nam, và những cái nước nằm trong cái chiến lược friendshoring, tức là các cái tái định hình chuỗi cung ứng gần với mình hơn như là Mexico. Chúng ta nhận thấy là ở cả 4 cấp độ hàng hóa phân loại theo UNTAC của Trung Quốc thì đều sụt giảm xuất khẩu sang Mỹ, và ở đấy trong đấy thì mạnh nhất là những cái hàng thâm dụng về lao động giảm tới 18%, những hàng thâm dụng về vốn và công nghệ thì giảm 13%, và đấy chính là cơ hội để các cái nước khác tăng cường xuất khẩu sang Mỹ để thay thế những cái luồng suy giảm này. Thứ hai là chúng ta cũng nhận thấy là cái cơ hội về đa dạng hóa chuỗi cung ứng, khi mà cái làn sóng làm sao tìm cách để chuỗi cung ứng trở nên dẻo dai và bền vững hơn đã trở thành một cái yêu cầu mới với các nhà sản xuất, khi mà họ nhận thấy rằng là những cái căng thẳng không chỉ đến từ chính sách của Mỹ mà rõ ràng là những cái thay đổi về chính sách của Trung Quốc cũng có một tác động rất là lớn đến hoạt động quyết định đầu tư của họ tại quốc gia này. Và rất nhiều quốc gia trong khu vực đã được hưởng lợi từ làn sóng đó, khi mà chúng ta nhìn thấy một cái làn sóng Trung Quốc cộng một trở thành một cái chủ đề ngày càng phổ biến. Cái điểm thứ ba là một cái cơ hội về nâng cấp cái nền sản xuất trong nước, nâng cấp ngành, đặc biệt khi mà cái chuỗi dịch chuyển nó liên quan đến các ngành công nghệ cao. Chúng ta thấy những trường hợp được hưởng lợi như Ấn Độ hay Malaysia liên quan đến bán dẫn là một cái định hình rất là rõ. Ở chiều ngược lại, những cái thách thức thì chúng ta cũng phải nhận thấy rằng là những cái căng thẳng về thương mại nó cũng tạo ra các cái thách thức cho các nền kinh tế xung quanh. Đầu tiên là cái sự chuyển chuỗi cung ứng nó sẽ không diễn ra ngay lập tức và không diễn ra hoàn toàn, khi mà chúng ta nhận thấy là Trung Quốc vẫn là một cái điểm đến rất là quan trọng của hoạt động sản xuất công nghiệp toàn cầu. Thứ hai là những cái thay đổi về chính sách từ các cái siêu cường kinh tế lớn, các cái trụ cột lớn cho thấy một cái suy hướng đáng lo ngại, đấy là an ninh hóa mọi hoạt động kinh tế và hoạt động công nghệ. Thứ ba là chúng ta thấy là cái sự gia tăng của chúng ta bảo hộ thì diễn ra trên phạm vi toàn cầu chứ không phải chỉ ở Trung Quốc hay là ở Mỹ. Và đó là một cái thách thức rất lớn đối với các cái nền kinh tế hướng ra xuất khẩu hoặc là được lợi rất lớn từ một hệ thống thương mại tự do trước đây. Vâng, vậy thì tiến sĩ có khuyến nghị chính sách như thế nào đối với các quốc gia để có thể là giảm hệ lụy từ căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế, đảm bảo các lợi ích kinh tế quốc gia cũng như là chuyển dịch kịp thời trước các thay đổi của chuỗi cung ứng? Tôi nhớ rằng trước hết là chúng ta cần quan tâm đến chính quyền của Mỹ, tức là những cái thay đổi trong bầu cử sắp tới. Rõ ràng là với cái khả năng chiến tranh thương mại có thể căng thẳng tiếp tục tăng cao thì một trong những cái ưu tiên có thể tính tới đấy là làm sao giảm thâm hụt thương mại với Mỹ để tạo ra những cái không gian về chính sách quan trọng hơn cho các quốc gia.
và bằng cách là tăng cường nhập khẩu dịch vụ cũng như là hàng công nghệ cao hoặc là hàng năng lượng từ Mỹ. Thứ hai là tăng cường các kênh tham vấn chính sách để có các cái thông tin liên tục và có thể phản ứng kịp thời với những thay đổi liên quan đến chính sách Mỹ từ thượng tầng. Thứ ba là một điều rất là quan trọng, đấy là chuyển dịch năng lượng, bởi vì điều này nó sẽ liên quan đến các hoạt động về thu hút về FDI cũng như là liên quan đến các cái quy định mới về thương mại và đầu tư mà cả Mỹ và Liên minh châu Âu đang đưa ra. Thứ tư là chúng tôi cho rằng là thực hiện đẩy nhanh cái lộ trình thực hiện các cái cam kết mà các quốc gia đã ký liên quan đến các FTA thế hệ mới, và cuối cùng chúng ta có thể cần tính đến việc là đàm phán để gia nhập các cái khung khổ về kinh tế kỹ thuật số quan trọng của khu vực, chẳng hạn như là DEPA, chẳng hạn như là các cái khung khổ kỹ thuật số của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Phạm Sĩ Thành về chương trình Toàn cảnh Thế giới. Kính thưa quý vị, thế giới đang ở trong một giai đoạn bất ổn với các thách thức địa chính trị ngày càng gia tăng, sự phân cực về chính trị, phân mảnh về kinh tế ngày càng sâu sắc. Chính vì thế, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tăng cao đang làm tăng thêm các cơn gió ngược đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, vốn mới chỉ phục hồi sau đại dịch và vẫn đang đứng trước nhiều thách thức. Như tờ The Diplomat nhận định, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc có thể chưa trở thành một cuộc chiến thương mại, nhưng chắc chắn sẽ khiến triển vọng năm 2025 bế bấp bênh. Trong bối cảnh đó, các chuyên gia nhận định các nước, các doanh nghiệp sẽ cần chủ động trong điều chỉnh chính sách để quản lý rủi ro xung quanh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, ứng phó kịp thời trước các chuyển dịch kinh tế. Và đến đây, chương trình Toàn cảnh Thế giới tuần này cũng xin phép được kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.